Hello nhá, xin chào cả nhà nhé. Và tối nay lúc 8 giờ thì là bên Compono Audio sẽ livestream cũng như là giới thiệu cho bác một mẫu đẩy săn xui đến từ Nhật Bản các bác nhá. 8:30 trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 30 tháng 3 các bác nhá. Các bác lưu ý cho là ngày 30 tháng 3 thì các bác nhớ đặt lịch và lúc đấy vào sẽ săn những chiếc cục đẩy săn xui giá là vô cùng là xuân yêu thương cho các bác. Đấy, và một số cục đẩy khác, ví dụ như cục đẩy Class TD như này, hai cuộn cảm to đùng. Đấy. Chỉ chơi 4 sò thôi các bác nhá. Chơi 4 sò thôi, không còn nhiều nhưng mà công suất của nó ra thì cực kỳ khỏe khoắn và rất là uy lực, nỗ lực cực kỳ cao. Và cả chiếc cục đẩy nguồn xung nhẹ và hiệu suất làm việc của nó cực kỳ cao và tiếng âm thanh phát ra sáng hay các bác nhá. Ok các bác, và hẹn gặp lại các bác trong lúc 8:30 buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bác.